Đừng có cứng chân quá, thả lỏng chân ra nhưng mà phải vững. Bây giờ bạn Đức là bạn đã trung bình là bạn đã tăng được hơn 1 phút là rất là nhiều lần rồi. Bây giờ đang cố gắng là 5 phút. Mới có được 2 phút thôi, coi như bây giờ mới bắt lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Nước mắt.